Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang rất vinh dự được đón tiếp chú Mão đến từ Vũ Bản, Nam Định về cơ sở của Đồ gỗ Thành Luân để ký nhận phần mộc bộ bàn ghế Nghe Bảo Đỉnh cột 12 chân 14 hàng siêu VIP. Ở trên màn hình quý khách đang thấy đây là chú Mão. Chú đang ngồi hưởng ngoạn ở bên chiếc đoạn dài bộ bàn ghế của Đồ gỗ Thành Luân. Và clip quý khách đang xem tôi quay trực tiếp tại cơ sở của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Đây, bộ bàn ghế này gồm có 6 món. Bộ ghế này gồm có 6 món, quý khách đang thấy trên màn hình này. Gồm có 6 món này, một đoạn dài, một bàn này và hai ghế đơn cộng với lại cả hai đôn như quý khách đang thấy trên màn hình đây. Vâng, và sau đây thì Thành Luân sẽ xin trân trọng kính mời chú Mão cùng với anh thợ của Đồ gỗ Thành Luân để ký nhận cái bộ bàn ghế sản phẩm trên. Vâng, và sau đây xin mời anh của anh thợ của Đồ gỗ Thành Luân sẽ nhân từng sản phẩm lên để cho chú Mão ký. Đây, chú ký giúp cháu. Vâng. Đây, chú ký giấy gầm. Ok. Đây, trên mình khách đang thấy đây. Và tiếp theo, chiếc ghế đơn. Ngoài bộ sản phẩm của chú Mão ra thì Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các sản phẩm. Những bộ bàn thờ khủng đỉnh cao. Bộ bàn ghế này là cột 12 chân 14 gồm có 6 món hàng siêu VIP. Đấy, tay nghe liền, xương liền và vách tựa liền. Hàng rất chi là dày. Hàng rất chi là dày dặn. Ở Nam Định cũng là một cái lôi nuôi dưỡng rất nhiều các làng nghề mộc truyền thống, nhưng mà được sự tin tưởng của gia đình thì gia đình chú Mão về cơ sở của Thành Luân để đặt bộ sản phẩm trên. Rất đẹp. Thông tin chi tiết về các sản phẩm trên, khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu, mẫu mã, kích thước của lưỡi gỗ. Chiếc cái ghế dài, anh hộ em một tay với, hộ em một tay cả anh hộ em. Siêu phẩm mang thương hiệu của Đồ gỗ Thành Luân. Và quý khách đang xem clip chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở của Đồ gỗ Thành Luân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở của Thành Luân bao la rộng lớn, 3.000 các sản phẩm, rất nhiều các sản phẩm đang được trưng bày tại cơ sở của Thành Luân chúng tôi. Đấy, các bác có thể có nhu cầu để về trực tiếp tại cơ sở của Thành Luân, giống như gia đình nhà bác Mão đây đã về trực tiếp tại cơ sở để tham quan và mục sở thị siêu đỉnh cao và đẳng cấp này. Mọi thông tin khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu để mẫu mã, kích thước của lưỡi gỗ. Và cái mặt bàn này vừa là làm một mặt tấm liền, liền tấm dày 2.5 đục tích long ni kim phượng. Và vách tựa này chúng tôi cũng làm liền khối, chương cũng liền khối, chương cũng làm rất cao liền khối. Đấy, tay nghe liền, ván mặt dày 2 phân, kiếm dạng cong, khách đang thấy đây, siêu đỉnh cao đẳng cấp. Một lần nữa thay mặt Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình nhà chú Mão đến từ Nam Định về cơ sở Thành Luân để mua sản phẩm. Đấy, thay mặt Thành Luân xin kính chúc đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Đấy, chúng tôi xin tạm dừng video clip này tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.